Chương 7: Đời người ngắn lắm ai ơi. Có lẽ suốt đời tôi không quên chuyện thê thảm dưới đây do ông Robert Small ở New Sydney kể lại. Ông bảo rằng tháng 3 năm 1945 tôi đã học được một bài quan trọng nhất trong đời tôi, học được ở ngoài khơi bờ biển Đông Dương. Dưới mặt nước hơn 90 thước, bấy giờ chúng tôi biết hết thảy 88 người ở trong chiếc tiềm thủy tĩnh Basia SS-318. Nhờ máy radar chúng tôi biết có một đoàn tàu nhỏ của quân Nhật đương tiến tới. Vì trời sắp rạng đông, chúng tôi cho tàu lặn xuống để tấn công. Nhìn vào kính tiềm vọng, tôi thấy một chiếc tàu hộ tống, một chiếc tàu dầu và một chiếc tàu thả mìn. Chúng tôi bèn thả trái thủy lôi về phía tàu hộ tống, nhưng chắc đã có bộ phận nào hư trong máy móc của những chiếc thủy lôi ấy lên đều không trúng. Tuy nhiên, chiếc tàu hộ tống không hay biết chi hết, vẫn tiến tới. Chúng tôi đang sửa soạn để tấn công chiếc tàu thả mìn đi sau cùng, thì dường như một phi cơ địch đã nhận được vị trí chúng tôi ở dưới 20 thước và đã đánh vô tuyến điện cấp báo lên thình lình chiếc tàu quay lại mũi tiến thẳng lại. Chúng tôi liền lặn xuống hơn 50 thước để trốn và tránh những đợt thủy lôi của địch, rồi tắt máy quạt, máy lạnh và tất cả các máy điện cốt để không có tiếng động nào hết. Nhưng nào có thoát, 3 phút sau, 6 thủy lôi lổ chung quanh chúng tôi như long trời lở đất và đưa chúng tôi xuống đáy biển sâu trên 900 thước. Chúng tôi vô cùng kinh khủng, ở mực sâu chừng 300 thước mà bị tấn công đã là nguy hiểm rồi, nếu lại ở mực sâu không đầy 150 thước thì đành tận là tận số. Mà chúng tôi bị tấn công ở dưới sâu chỉ ra nửa con số sau một chút. Một phần chắc chìm hết 5 quân địch thả thủy lôi tấn công chúng tôi luôn 15 giờ. Nếu có một chiếc lỗ cách chiếc tiềm thủy đỉnh 5-6 thước thôi cũng đủ làm thủng một lỗ vỏ tàu, và có cả chục chiếc thủy lôi đã nổ cách chúng tôi 16 thước. Chúng tôi được lệnh phải nằm yên trên giường không nhúc nhích. Riêng tôi sợ tới nỗi gần như nghẹt thở, luôn miệng lẩm bẩm: chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cũng vì chúng tôi đã tắt máy lạnh, máy quạt lên nhiệt độ, tàu tăng lên 40 độ. Mặc dù vậy, tôi cũng run lên vì quá sợ, đã phải mặc thêm một chiếc áo len và một chiếc áo lót có lông lửa mà cũng chẳng hết run. Hai hàm răng đánh nập cập, mồ hôi toát ra lạnh và nhờn. Bọn Nhật tiếp tục tấn công như vậy trong 15 giờ. Rồi có lẽ vì hết thủy lôi, chúng nặng nề bỏ đi. 15 giờ đó, trao ôi lâu bằng 15 triệu năm. Lúc ấy tôi nhớ lại hết quãng đời đã trải, nhớ lại những hành vi xấu xa, những lỗi lo lắng, lặt vặt. Trước khi vô hải quân, tôi giúp việc một ngân hàng. Hồi ấy tôi phiền muộn vì việc làm thì nhiều, số lương thì nhỏ mà ít hy vọng được tăng. Tôi lại buồn vì không tạo được một căn nhà, không mua được chiếc xe mới, không sắm được áo mới cho vợ. Và tôi ghét ông chủ của tôi biết bao, cái người mà lúc nào cũng giày la, quậy cọ. Tôi nhớ những buổi tối có điều buồn bực, tôi về nhà lại gắt gỏng vô cớ rồi gây sự với nhà tôi. Tôi cũng buồn vì một cái thẹo xấu xí nằm ngay ở giữa trán do tai nạn xe hơi lửa. Hồi ấy tôi cho những lỗi ưu tư vĩ đại vô cùng. Nhưng bây giờ trong lúc thủy lôi của quân địch vô tình muốn mời tôi xuống chơi thủy cung, tôi thấy nó vô cùng ý nghĩa, vô nghĩa làm sao. Tôi tự hứa chuyến này mà thoát chết, còn được trông thấy mặt vợ con thì quyết không bao giờ thèm no một điều gì nữa,
không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Trong 15 giờ đồng hồ ấy, tôi đã học được về nghệ thuật sống nhiều hơn là học sách vở tại trường đại học Shikuri trong 4 năm. Chúng ta thường can đảm đối phó với những lạn ghê gớm mà lại để cho những lỗi lo lắng nhỏ mọn vô lý nó thắng ta. Chẳng hạn như chuyện ông Harry Van bị xử trảm do ông Semmelweis chép lại trong tập nhật ký của ông. Khi ông Harry bước lên đoạn đầu đài, ông không an ủi dặn dò vợ con mà chỉ căn dặn tên đao phủ. Trong khi chặt đầu, đừng chạm tới cái nhọt nhức nhối ở cổ mình. Doc Bryce cũng nhận thấy điều đó trong những đêm ở Lam Cực lạnh buốt xương và tối như âm phủ. Ông nghe bọn tùy tùng phàn nàn về những chuyện lặt vặt hơn là về những việc lớn. Họ vui vẻ chịu hết sự nguy hiểm, khổ sở vì thời tiết lạnh tới 4-5 độ dưới số 0. Nhưng không, đã thấy hai người chung sống, nhưng ông đã thấy hai người chung sống mà giận nhau đến không thèm nói với nhau lửa lời, chỉ vì người này nghi người kia lấn sang để chỗ để đồ của mình mất vài phân. Và một người không chịu ăn nếu không kiếm được một chỗ khuất để khỏi trông thấy một tín đồ kỳ cục cứ mỗi miếng ăn nhai đủ 28 lần rồi mới luôn. Đô đốc nói, trong trại cắm ở Lam Cực, những chuyện vụn vặt như vậy làm cho những người dù trọng kỷ luật thế mấy cũng gần phải hóa điên. Đô đốc có thể nói thêm rằng những chuyện vụn vặt trong hôn nhân có thể làm cho người ta gần hóa điên và có thể sinh ra 50% bệnh đau tim ở thế gian này. Đó chính là ý kiến của nhà chuyên môn như ông tòa Joseph Sabas ở Chicago, một người đã dán điều giải trên 40.000 vụ ly hôn tuyên bố. Phần nhiều những cặp vợ chồng xin ly dị đều do chuyện lặt vặt hết. Và ông S.S. Hogan, trưởng lý lữ ước, nói, ra lửa các vụ xử trong tòa đại hình đều do những nguyên nhân rất nhỏ. Thách dọa nhau trong quán rượu, kẻ ăn người ở gây gổ nhau, một câu sỉ nhục, một lời mất lòng, một hành vi thô lỗ, những cái lăng nhăng đó đưa tới ẩu đả và án mạng. Rất ít người tàn ác xấu xa lắm. Một nửa những đau đớn của ta là bởi lòng tự ái bị tổn thương nhẹ hoặc lòng kiêu căng bị kích thích nhục nhã. Khi mới cưới, cô Aaron Rosetvert ngày nào cũng bất bình vì người hầu bếp làm hư một món ăn. Nhưng sau cô đã đổi tánh, cô nói, bây giờ thì tôi chỉ nhún vai rồi bỏ qua. Được lắm, như vậy mới là người lớn, cứ xem Nga hoàng Catherine chuyên chế làm vậy mà cũng chỉ cười khi người bếp lấu hư một món ăn, huống hồ là chúng ta. Vợ chồng tôi có lần ăn tiệc ở nhà người bạn là anh John ở Chicago. Bạn tôi cắt thịt có vụng về không? Tôi không thấy, mà nếu có thấy cũng không cần biết. Nhưng chị John lại để ý nhảy na lên. Anh John phải có ý tứ chứ, anh không biết cắt thịt rồi. Đoạn chị nói với chúng tôi anh ấy luôn luôn vụng về nhưng như không tập cắt thịt bao giờ. Có lẽ bạn tôi không tập cắt thịt bao giờ thiệt. Nhưng tôi phải khen anh đã dám sống chung với chị ấy trên 25 trường. Thú thật chẳng thà tôi bắt tôi ăn thịt voi, thịt xấu, chấm muối trong một không khí hòa thuận còn hơn là ăn nem cung chả phượng mà phải bắt nghe những lời dày của chị. Ít lâu sau, chúng tôi mời bạn bè lại dùng bữa. Vừa lúc khách khứa tới thì nhà tôi có 3 chiếc khăn ăn không cùng một thứ với lắp bàn.
Tiệc tan, nhà tôi kể lại, em chạy đi kiếm người dọn bàn thì ra chiếc khăn kia còn ở tiệm giặt. Khách đã tới cửa rồi, không sao thay kịp. Em muốn khóc, thầm nghĩ tại sao lại có sự vô ý kia khiến cho chiều nay mất vui đi như vậy. Nhưng sau em tự nhủ, tại sao mất vui, cứ nhất định vui đi nào. Và em vô phòng ăn, đang mang tiếng với bạn bè sẽ là lộ trọ dở, còn hơn là tiếng cáu kỉnh xấu thói. Xong thiệt ra khách khứa nào có ai để ý tới cái khăn ấy đâu. Trong luật có câu này ai cũng biết, luật không kể tới việc lặt vặt. Người hay ưu tư cũng đừng kể gì những việc lặt vặt mới có thể bình tĩnh trong tâm hồn được. Nhiều khi muốn thắng nỗi lo lắng lặt vặt, ta chỉ cần xét đúng theo một phương diện mới mẻ. Bạn tôi, ông Homer Crow, tác giả cuốn Họ phải biến thành Paris và một chục cuốn khác nữa đã thi hành phương pháp ấy và kết quả lạ thường. Khi ông ngồi viết sách tại bàn giấy, tiếng máy sưởi điện trong phòng làm cho ông nhức đầu đến muốn điên. Hơi nước do máy xịt ra khiến ông quậy cọ, cơn giận cũng muốn xì ra. Ông nói, rồi một hôm đi cắm trại cùng mấy anh em, tôi nghe tiếng củi lổ lạch bạch, tiếng lửa phun phì phì, mà cảm thấy những tiếng đó không khác chi tiếng máy sưởi ở nhà tôi hết. Tôi tự hỏi tại sao tiếng lọ thì tiếng ghét, tiếng này thì ưa. Về nhà tôi tự nhủ, tiếng máy sưởi cũng như tiếng máy củi lổ tành tạch, mà tiếng này mà thấy vui tai thì ta hãy đi ngủ mà đừng bực tức về tiếng máy sưởi nữa. Và tôi làm đúng như vậy. Trong ít ngày đầu còn nghĩ tới máy sưởi, nhưng về sau tôi quên nó rồi. Những lỗi bực mình nhỏ nhặt của ta cũng vậy. Ta oán ghét thịnh lộ chỉ vì ta coi nó quan trọng quá. Nhân vì Rissali có nói, đời người tựa bóng câu, hơi đâu mà nghĩ tới chuyện lặt vặt. Lên Andre Moritz viết trong tờ Riskwitz, câu đó đã giúp tôi lén được biết bao lỗi đau lòng. Chúng ta thường để cho những chuyện lặt vặt làm ta điên đảo, mà đáng lý ta lên khinh và quên nó đi. Chúng ta còn sống được vài chục năm trên trái đất này, thời khắc bất tái lai, cớ sao bỏ phí bao nhiêu giờ để ấp ủ trong lòng ưu tư. Bất bình không quan trọng, mà chỉ một năm sau là người khác và cả ta lửa đều quên hết. Không nên vậy, hãy lên hy sinh đời ta cho những hành động và cảm tình đáng quý, những tư tưởng cao thượng, những tình thương chân thật và những sự nghiệp lâu bền. Ấy vậy mà một doanh nhân như Richard Keeling cũng đã có lần quên rằng đời người tựa bóng câu, hơi đâu mà nghĩ tới chuyện lặt vặt. Và kết quả ra sao? Kết quả là ông và anh vợ kiện nhau làm láo động cả miền Vermont như một cuộc chiến tranh về pháp luật vậy. Một chiến tranh vang động tới nỗi có người đã viết một cuốn sách nhan đề Richard Keeling tranh hùng ở Vermont. Câu chuyện như thế này, Keeling sau khi cưới một cô ở Vermont tên là Catherine Bastiter, bèn cất một ngôi nhà xinh xắn ở Bentibolo, Vermont, hy vọng sẽ lấy đó làm nơi dưỡng già. Rồi nhân vì cùng người anh vợ tên Benty Bensiter thân thiết trong khi làm việc cũng như lúc chơi bời, Keeling mới mua một miếng đất ở Bentinder mà Thuận để y giữ lại quyền cắt cỏ. Nhưng một hôm không biết nghĩ sao mà Keeling lại trồng hoa trên bãi cỏ kia. Bensiter thấy vậy liền sôi máu lên, na ó chửi ở Mỹ. Keeling không kém cũng nổi lôi đình, thế là lời qua tiếng lại, không khí Vermont hóa ra khó thở và u ám. Vài ngày sau khi Keeling đạp xe máy trên đường,
thình lình gặp người anh vợ đánh xe ngựa ra cả nộ. Ông phải nhảy vội xuống hố bên lề và hẳn đã quên bẵng câu mà chính ông đã viết: nếu bạn giữ được tâm hồn bình tĩnh trong khi những người chung quanh mất óc phán đoán và trách bạn quá thản nhiên, thì bạn mới thật là con người. Nếu bạn giữ được tâm hồn bình tĩnh trong khi những người chung quanh mất óc phán đoán và trách bạn quá thản nhiên, thì bạn mới thật là con người. Ông mất óc phán đoán tới nỗi đòi bắt giam Bellester để xảy ra vụ kiện sôi nổi. Các nhà báo ở đô thị lớn đổ xô về Vermont, tin tức bay khắp thế giới. Vụ kiện không có kết quả, nhưng làm vợ chồng Killing phải bỏ ngôi nhà xinh xắn ở Vermont cho tới chết. Thật là bao nỗi oán giận chua chát chỉ vì một nguyên nhân lặt vặt, một bó cỏ khô. Dưới đây là một cốt truyện hay nhất do bác sĩ Harry Emerson Forrest kể lại. Một chuyện về những thắng bại một cây đại thụ trong rừng. Trên sườn núi Long Peak ở Colorado có một cây khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại chục khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm rồi Kha Luân Bố đặt chân lên đất ở Salvador. Nó đã có rồi, và khi những cố đạo tới gây sự nghiệp ở Fremont, nó mới sống được lửa đời của nó. Trong đời sống dài đằng đẵng suốt 4 thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 bận và trải qua biết bao lần tuyết băng, giông tố mà vẫn sống. Nhưng về sau bị một đàn sâu đục khoét, nó đành chịu đổ lăn ra. Đàn sâu khoét hết lớp vỏ rồi, mỗi lần nhấm một chút, liên tiếp không ngừng, tuần tự phá phách sinh lực của cây. Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ, chống nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố mà rút cục bị hạ vì những con sâu tí hon nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp lát giữa hai đầu ngón tay người. Chúng ta chẳng giống cây khổng lồ trong rừng đó ư? Chúng ta chẳng thường vinh quang thắng được những cảnh sấm sét, giông tố, trời long, đất lở trong đời để rồi bị những nỗi non nắng nặt vặt để nó diệt đó ư? Những nặt vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia mà ta có thể bóp bẹp giữa hai đầu ngón tay không? Mấy năm trước tôi du lịch ở vườn Teton ở Wyoming với Charlie Seffitz và vài người bạn của ông. Chúng tôi đi thăm khu vườn của John Rockefeller, nhưng chẳng may chiếc xe của tôi lạc đường, thành thử đi tới khu vườn một giờ sau các xe khác. Ông Seffitz giữ chìa khóa để mở cửa vườn cho nên ông phải đợi tôi một giờ đồng hồ ở trong rừng vừa hầm vừa nhiều muỗi. Muỗi bù lại cho ai cũng phải điên, thế mà không làm ông Charles Seffer bực bội chút nào hết. Trong khi đợi chúng tôi, ông ngắt một lá cây quấn làm chiếc còi, và khi chúng tôi tới không thấy ông đương nhiên nguyền rủa muỗi mà lại thấy ông đương thổi còi. Tôi giữ chiếc còi ấy làm kỷ niệm để nhớ một người đã biết coi rẻ những chuyện lặt vặt. Vậy muốn diệt được tật hay no để nó đừng hủy diệt ta, bạn nên theo quy tắc thứ hai này: phải khinh hẳn những chuyện lặt vặt, đừng để nó làm cho ta điên đảo. Nên nhớ rằng đời người như bóng câu, hơi đâu mà nghĩ tới chuyện nhỏ nhen không đáng kể. Phải khinh hẳn những chuyện lặt vặt, đừng để nó làm cho ta điên đảo. Nên nhớ rằng
Đời người như bóng câu, hơi đâu mà nghĩ tới chuyện nhỏ nhen không đáng kể.